Hôm nay, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương, đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và đoàn công tác Trung ương đến thăm, động viên, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Cùng đi có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và lãnh đạo huyện Bắc Hà. Theo báo cáo của huyện Bắc Hà, mưa lũ trên địa bàn đã khiến 51 người chết, mất tích và bị thương, gần 1.600 nhà dân bị sập đổ, ảnh hưởng. Ước tính tổng thiệt hại kinh tế khoảng 386 tỷ đồng. Hiện giao thông và một số xã vẫn hết sức khó khăn do bị chia cắt. Chia sẻ với những mất mát thiệt hại to lớn đối với tỉnh Lào Cai nói chung, huyện Bắc Hà nói riêng, đồng chí trưởng ban dân vận Trung ương Mai Văn Chính, động viên cấp ủy chính quyền cùng bà con nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, dần ổn định đời sống sản xuất. Tại chương trình, đồng chí trưởng ban dân vận Trung ương trao 384 triệu đồng gồm tiền mặt và hàng hóa hỗ trợ tỉnh Lào Cai. Nhóm thiện nguyện phóng sinh Từ Tâm trao 69 triệu đồng cho hơn 30 hộ dân bị thiệt hại và lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn, trao 10 triệu đồng cho trường cho cơ sở Nậm Lúc, công ty Inchaco hỗ trợ 500 bình lọc nước trị giá 500 triệu đồng cho huyện Bắc Hà.